Có lẽ ở đẳng cấp thế giới cũng ít khi chúng ta được chứng kiến các cơ thủ đi nhiều chấm đến thế trong một trận đấu. Hai cơ thủ đều có quãng thời gian dài đứng ở trên bàn, cũng như việc phải chấp nhận ngồi dính ghế khi phải có tới gần 30 phút. Thế nhưng, chỉ có một người duy nhất giành chiến thắng và nó đến từ cái tên nổi bật hơn, Joshua Filler. Joshua Filler khởi đầu trận đấu với 3 chấm thồng, nhưng ở giữa trận, Trang Jung Lin cũng có quãng thời gian ghi tới 4 điểm liên tiếp mà không cho đối thủ vào bàn. Còn lại, không có quá nhiều những con bi thủ được diễn ra. Joshua Filler thậm chí còn không trượt con bi nào xuyên suốt cả trận đấu và xuất sắc có cho mình tấm vé vào vòng bán kết của giải đấu. Joshua Filler hiện được coi là một trong hai cơ thủ giỏi nhất thế giới. Anh từng vô địch thế giới khi chưa đầy 20 tuổi. Cho đến lúc này, Joshua Filler vẫn thể hiện được phong độ cao nhất ở hàng loạt giải đấu hàng đầu. Anh được bầu chọn là cơ thủ xuất sắc nhất năm 2013 bởi tạp chí Billard Digest. Thế nhưng, anh vẫn chưa có chức vô địch 8 bi thế giới nào, mà đó là lý do anh rất quyết tâm ở trận đấu này. Trong khi đó, Chan Yung Ling là một trong những cơ thủ nổi bật nhất của Billard Đài Bắc Trung Hoa. Anh sinh năm 1985, nhưng sở hữu gương mặt của một lão làng đầy ma quái. Anh vô địch thế giới năm 2012, giành huy chương bạc World Game 2013 và giành hàng loạt danh hiệu khác. Chan Yung Ling cũng là một trong số ít cơ thủ châu Á thường xuyên thi đấu ở các giải ở Mỹ, trở thành gương mặt quen thuộc ở các giải đấu đẳng cấp cao tại xứ Cờ Hòa. Trận đấu giữa Joshua Filler và Chan Yung Ling diễn ra ở vòng tứ kết của giải đấu nên mang tính chất căng thẳng rất cao. Filler là người được phá bì và anh đã làm rất tốt khi đưa được con bi số 15 xuống lỗ. Sau đó anh chọn bi trơn để thực hiện cú đánh. Hình bi là không quá khó và rất dễ dàng để cơ thủ người Đức có cú break and run mang về điểm số đầu tiên của trận đấu. Cú phá của Filler rất tốt ở giải này, dù không nhiều lực nhưng bóng vẫn rất dễ dàng rơi xuống lỗ. Ở ván thứ hai, có hai con bi sọc rơi xuống lỗ và anh tiếp tục đi chấm thứ hai chỉ trong vòng chưa tới 5 phút. Tỷ số đây là 2-0 cho cơ thủ sinh năm 1997. Tới ván thứ ba, anh vẫn có thể đưa được bi xuống lỗ sau cú phá, nhưng hình bi đã không còn tơi như hai ván trước. Dù vậy, với đẳng cấp cao nhất của Billard thế giới, Filler dễ dàng dọn bàn mà không gặp chút khó khăn nào. Anh đã ghi điểm số thứ ba mà Trang Dung Linh còn chưa được vào bàn. Ở ván tiếp theo, cuối cùng thì Filler đã không ăn được bi mục tiêu nào sau cú phá. Trang Dung Linh thừa hưởng một bàn bi rất tời. Anh chọn bi trơn khi đã có rất nhiều con bi đứng ở cửa lỗ. Và đương nhiên là cơ thủ đến từ Đài Bắc Trung Hoa chẳng mắc sai lầm nào để dọn bàn và gỡ lại một bàn. Và cũng giống như Filler, Trang Dung Linh một khi đã phá tời thì cửa nào anh cũng ăn được, nhất là ở 8 bi. Cứ hở ra là các cơ thủ dọn bàn thôi. Ở ván tiếp theo, dù có hai bi trơn rơi xuống lỗ sau cú phá, Trang Dung Linh chọn sọc. Anh xử lý quá tốt khi đưa được bi cái ra giữa bàn sau cú ăn bi sọc cuối cùng. Sau đó anh chém bi số 8 và dù lắc lỗ nhưng nó vẫn rơi xuống lỗ. Tỷ số là 2-3. Sau 5 ván đấu, các cầu thủ vẫn chưa trượt bi mục tiêu nào. Thứ duy nhất ngăn cản các cầu thủ lên điểm là cú phá không tốt. Và lần này, Trang Dung Linh không đưa được bi nào xuống lỗ, trao cơ hội lại cho Filler. Cầu thủ người Đức vẫn làm chủ bi một cách xuất sắc rồi dọn bàn, có điểm số thứ tư của mình ở ván này. Ở ván sau, Filler phá không đưa được bi mục tiêu nào xuống lỗ, nhưng bi cái dính mòm rất khó đánh. Dù vậy, Trang Dung Linh vẫn tìm được đường ăn con bi số 11, rồi sau đó ăn con bi số 14 rất xuất sắc. Những tưởng anh sẽ dọn bàn, nhưng sai lầm đã diễn ra. Khi ăn con bi số 15 ở trên bàn, Trang Dung Linh đều cái ra sát bi số 4. Anh chỉ còn đường duy nhất là A băng để chạm con bi số 12. Filler đã không bỏ lỡ món quà mà đối thủ trao cho để lên điểm số thứ 5. Điều quan trọng bây giờ là Filler tìm lại được cú phá sau hai lần thực hiện không thành công. Nhưng lần này, cú phá của anh còn tệ hơn. Anh đưa bi cái rơi xuống lỗ và trao cơ hội cho Trang Dung Linh. Dù vậy, cơ thủ người Đài Bắc Trung Hoa lại thiếu nhiều may mắn bởi sau khi ăn bi số 7, bi cái va chạm và trốn sau bi số 10. Anh sau đó chém mỏng bi số 3 sát bằng nhưng không đủ lực để đưa nó vào lỗ. Filler vào bàn, chém bi số 10 côn băng cực kỳ ấn tượng để mở ra hình bi tươm tất, giúp anh có điểm số thứ 6. Sau 3 lần phá không thành công, lần này Filler đã đưa được con bi mục tiêu xuống lỗ. Anh lập tức chọn bi sọc để dọn bàn. Khi những con bi này đứng theo khu vực, anh đều rất tốt để đưa bi cái ra sau bi số 8 và dọn bàn thành công, có điểm số thứ 7 của trận đấu. Cơ hội dành cho Chan Dung Linh được đến từ ván sau, khi Filler phá không ăn bi mục tiêu nào. Sau khi suy nghĩ rất kỹ, cơ thủ sinh năm 1985 đánh bi số 7 xuống lỗ. Đây là quyết định chuẩn xác khi tất cả đều có đường riêng. Tay cờ người Đài Bắc Trung Hoa có điểm số thứ 3 một cách đầy bình tĩnh. Ván sau, Chan Dung Linh phá rất đẹp và bi sọc đều nằm ở những vị trí rất thuận lợi. Anh đưa bi số 15 xuống lỗ, đều ra giữa để ăn bi 10 cửa lỗ, rồi sau đó ăn 9. Ba con bi mục tiêu sau đó đều nằm ở một góc nên Trang Dung Linh cũng dễ dàng để ăn điểm rồi rút ngắn tỷ số xuống còn 4-7. Một khi đã vào tay thì Trang Dung Linh cũng chứng minh rằng anh ở đẳng cấp thế giới. Cú phá tiếp theo của anh đưa được 10 xuống lỗ nhưng sau đó chọn bi trơn để dọn hình dễ hợt. Toàn tính của anh được đền đáp khi những cú đều rất chuẩn xác và cầu thủ người Đài Bắc Trung Hoa đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 ván.
Ở đầu trận, Fuller đi liền 3 chấm thồng trước khi cho Chan Dong-ling vào bàn. Và mục tiêu của cầu thủ người Đài Bắc Trung Hoa là làm được điều tương tự. Dù vậy, hình bí tiếp theo của cầu thủ sinh năm 1985 là không hề dễ. Anh chọn bi trơn nhưng sẽ phải toàn tính con bi số 7 nằm nghiêng một góc. Và với đẳng cấp thế giới, anh có tư duy giải hình hoàn toàn khác biệt. Cái gì khó thì làm trước, và Chan Dong-ling ăn bi số 7 ngay khi có cơ hội xuyên khe hai con bi sọc, thay vì để nó vào cuối ván như nhiều người nghĩ. Con bi khó nhất được giải và tỷ số là 6-7. Chan Dong-ling cũng đi được 3 chấm thông như Fuller. Cú phá tiếp theo của Chan Dong-ling thậm chí còn đưa bi số 8 xuống lỗ, nhưng ở nội dung 8 bi sẽ không có Golden Grace. Trọng tài nữ xinh đẹp lại nhấc bi số 8 lên đặt, và Chan Dong-ling chọn bi trơn. Hình bi rất thoáng và anh cân bằng tỷ số 7 đều. Fuller lúc này đã ngồi im trên ghế được hơn 30 phút rồi. Tuy nhiên, đánh mãi thì cũng mỏi và Chan Dong-ling phá bi không thành công ở ván sau. Fuller vào bàn dù gặp hình bi không hề dễ nhưng vẫn thể hiện được đẳng cấp rất cao. Anh không mắc sai lầm nào dù lâu lắm rồi không được vào bàn để nâng tỷ số lên 8-7. Fuller phá ván sau không thành công nhưng hình bi anh để lại cho Chan Dong-ling là một mớ hỗn độn. Chan Dong-ling quyết định là quá khó thì chọn con dễ trước rồi đánh. Anh ăn được 2 bi rồi bất lực, bó tay đành phải đánh thủ. Tuy nhiên do đánh vội quá mà anh thủ còn không đủ bằng nên chấp nhận bị phạt. Fuller nhận món quà bất ngờ nên cầm được bi cái, chọn đúng má để gái hình bi một cách đơn giản và có cho mình điểm hiệu. Ở ván tiếp theo, Fuller phá không tốt, nhưng cơ hội cho đối thủ hơn mình một giáp. Nhưng Chan Dong-ling lần này rút kinh nghiệm, thấy bàn khó thì đánh thủ, nhường cho đối phương. Hai bên liên tiếp chạy đạn trong 8 bi, điều này là cực kỳ hiếm khi xảy ra. Cuối cùng, Chan Dong-ling quyết định đánh trước, ăn bi sọc rồi thủ bi tương đối khó cho Fuller. Dù vậy, cơ thủ người Đức cũng tính toán rất quái, anh che hết đường ăn của đối thủ, chỉ để lại đường xa chạm bi số 9. Chan Dong-ling đánh không thành công, nhưng Fuller cũng không thể hóa giải hình bi quá khó còn lại. Cuối cùng, cầu thủ sinh năm 1985 lên điểm số thứ 8. Chan Dong-ling phá rất mạnh ở ván sau và có bi rơi xuống lỗ. Tưởng như đó đã là cơ hội để anh lên điểm số hiệu ở ván này. Nhưng cầu thủ người Đài Bắc Trung Hoa lại mắc sai lầm nghiêm trọng. Anh đánh bi số 9 đường xa, lạc lộ góc. Fuller vào bàn và dọn sạch một cách dễ dàng, giành tấm vé vào bán kết của giải đấu này.